Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng với Hải Phòng. 17 giờ ngày 13 tháng 7, Hải Phòng sẽ rơi vào khu vực nguy hiểm nếu như tiếp tục không thắng ở vòng 15 V-League 2019 trước SHB Đà Nẵng. Cập nhật đội hình thi đấu, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng với Hải Phòng luôn diễn ra hấp dẫn trong quá khứ khi cả Hải Phòng và Đà Nẵng đều có thực lực trong làng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Hiện tại, hai đội bóng này chỉ thuộc dạng trung bình khi họ không còn nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch. Kết thúc lượt trận đầu tiên của lượt đi, chủ nhà Đà Nẵng tạm đứng thứ 9 với 19 điểm, trong khi Hải Phòng đứng tận hạng 12 với chỉ 15 điểm hiện tại. Cách biệt giữa vị trí thứ 9 của Đà Nẵng với nhóm 3 đội dẫn đầu chỉ là 3 điểm, nhưng cũng chỉ hơn đội đứng áp chót trên bảng xếp hạng khoảng cách 4 điểm. Với Hải Phòng, họ đứng ngay sát đội đứng áp chót khoảng cách 1 điểm. Chính vì thế, cả SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đều khát khao giành chiến thắng ở vòng 15 này nhằm sớm thoát khỏi vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Lợi thế lúc này đang nghiêng về phía Đà Nẵng khi họ được chơi trên sân nhà, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức duy trì thành tích toàn thắng 4 trận gần nhất. Trái ngược với Đà Nẵng là phong độ tệ hại của Hải Phòng. Trận thua nhà đương kim vô địch Hà Nội ở lượt trận trước ngay trên sân nhà là trận thua thứ 4 liên tiếp và là trận đấu thứ 7 không thắng của thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Trên sân khách, Hải Phòng cũng đang sở hữu mạch 5 trận toàn thua và cũng chỉ có được 3 điểm sau 6 trận sân khách từ đầu mùa. Chưa kể, 10 trận làm khách gần nhất tới sân của Đà Nẵng trong khuôn khổ V-League, Hải Phòng cũng đều trắng tay ra về. Nếu tiếp tục thua ở vòng 15 này, đội bóng đất cảng sẽ lâm nguy và rơi xuống thứ hạng mà họ chưa từng gặp ở mấy mùa giải gần đây. Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng với Hải Phòng sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 13 tháng 7.